Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan. Tập 22. Chương 211. Cô có Lục Bắc Kiêu rồi, những quân nhân này nào có trong mắt cô. Tối hôm qua vẫn luôn chờ điện thoại của anh đến mức ngủ quên, không chờ được. Huấn luyện quân sự không được phép mang bất cứ thiết bị liên lạc nào. Điện thoại bị cô để ở ký túc xá. Nghĩ đến việc có thể sẽ lỡ mất cuộc gọi của anh là lòng cô quặn thắt. Cô thực sự muốn giả ốm nghỉ luyện quân sự để đến đội đặc chủng tìm anh. Cô không tin anh chưa về. Cô hỏi Lục Tiểu Cổn thối cũng không nói với cô. Hai người đều có một tính xấu này, đều như linh hồn. Anh quân nhân đẹp trai quá, các anh ấy thực sự là quân nhân sao? Dưới thảm cỏ xanh và bầu trời xanh, các giảng viên trong bộ quân phục dần di đang xếp hàng ngay ngắn, tiến về phía từng lớp, bước đi của họ đều đều và đầy khí thế. Thôi đi, thế này có là gì, mấy anh lính như thế tôi thấy mỗi ngày. Nhà ông nội tôi ở ngay đại viện quân đội. Diệp Chăn Chăn kiêu ngạo nói, vô cùng khinh thường, đã quên sự thật mình là con hoang. Đúng lúc này một bóng hình cao lớn đập vào mắt cô ta. Diệp Chăn ngây người, chớp mắt, ái chà, người cao nhất thật đẹp trai. Tuyệt quá, lại có một cô gái khác điên cuồng nói. Thực sự đẹp trai nhất, trông khác biệt nhất, quân hàm hình như cũng không giống. Một gạch một sao, chính là thiếu úy, những người hướng dẫn khác đều là hạ sĩ quan. Diệp Kiều cao lớn trong đám nữ sinh trong cả lớp, đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải của hàng nữ sinh đầu tiên. Những cô gái khác đều đang mê trai điên cuồng, còn cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về Lục Bắc Kiêu không quan tâm gì khác. Là anh Bắc Kiêu. Người đẹp trai nhất kia là anh Bắc Kiêu. Diệp Chăn kích động nói, vừa rồi còn khinh thường, suýt nữa đã nhảy lên nghênh đón. Diệp Chăn, cậu biết huấn luyện viên đẹp trai ngầu ngầu kia sao? Đâu chỉ biết, chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Diệp Chăn vô cùng đắc ý nói, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Lục Bắc Kiêu cao to đẹp trai lại lạnh lùng đang ở cách đó không xa, đi từng bước đi về lớp bọn họ. Diệp Kiều bị cái tên Bắc Kiêu này kéo về, lúc này mới nhìn chằm chằm dàn huấn luyện viên kia. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn nổi bật đó. Lòng cô bị đánh mạnh vào. Đó là Lục Bắc Kiêu. Hơn một năm không gặp, người đàn ông của cô, người mà cô ngày nhớ đêm mong, anh lại đến làm huấn luyện viên quân sự. Anh là một lính đặc chủng tốt nghiệp từ trường Hunter Venezuela lại tới trường đại học làm huấn luyện viên quân sự. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết anh đến đây vì ai. Anh dừng bước lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng dưới vành mũ, không chút biểu cảm. Đỉnh quá! Tất nhiên, anh Bắc Kiêu của tôi là lính đặc chủng đấy. Chỉ không hiểu tại sao anh lại trở thành một huấn luyện viên quân sự. Anh Bắc Kiêu. Diệp Chăn Chăn nhìn Lục Bắc Kiêu đang ở cách đó không xa và gọi một cách ngọt ngào. Lục Bắc Kiêu như không nghe thấy, không nhìn cô ta chút nào. Đôi mắt đen kia không hề, chớp mắt nhìn hàng đầu tiên, ngoài cùng bên phải, đang đứng thẳng và dũng cảm trong bộ quân phục dần di. Diệp Chăn, hình như anh ấy không biết cậu. Không phải đâu. Anh Bắc Kiêu thương tôi lắm. Diệp Chăn phản bác bạn học. Tất cả. Nghiêm. Huấn luyện viên bên cạnh Lục Bắc Kiêu thổi còi, sau đó ra lệnh. Nghỉ. Bây giờ, hãy để tôi tự giới thiệu bản thân một chút. Tôi học Bành. Các cô cậu có thể gọi tôi là huấn luyện viên Bành. Vị này là huấn luyện viên Lục. Lần huấn luyện quân sự này tôi và huấn luyện viên Lục sẽ là huấn luyện viên cho lớp marketing này. Hy vọng mọi người nghiêm túc học tập, phối hợp với công việc của chúng tôi. Ái chà, huấn luyện viên Lục đỉnh quá. Không nói lời nào. Mấy nữ sinh mê trai còn nhìn huấn luyện viên Lục lạnh lùng, mặt không thay đổi. Sau một năm xa cách, lúc này cách anh không xa, Diệp Kiều có xúc động muốn chạy đến ôm lấy người lạnh lùng cấm dục là anh trước mặt mấy nghìn người. Tất cả, hàng trước giơ tay ngang, hàng sau giơ tay trước mặt lấy khoảng cách một sải tay. Đầu tiên chúng ta sẽ tập luyện tư thế hành quân trước, kiểm tra sức chịu đựng của mọi người. Huấn luyện viên Bành thổi còi, cất giọng nói. Huấn luyện viên Lục lạnh lùng đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, lúc này mới mở rộng bước chân. Diệp Kiều chỉ cảm thấy anh ngày càng gần, hơi thở của anh cũng gần hơn, trái tim cô dâng đến cổ họng, ánh mắt cũng không hề chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhưng anh vẫn lạnh lùng, trông rất bình tĩnh, không kích động giống như cô. Dáng người anh cao lớn đứng vững bên cạnh cô, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của huấn luyện viên Lục cúi gập người,
khuôn mặt tuấn tú nghiêng đi. Cánh môi gần như dán vào má cô, hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mẫn cảm trắng như tuyết của cô, vành tai cảm thấy ngứa ngáy, giống như có kiến bò trong lòng. Cục cưng, dưới bộ đồ dằn di này vẫn mặc chiếc áo lót ren màu đen chứ? Một giọng nói từ tính gợi cảm vang lên bên tai cô, hơi thở nóng bỏng đã khiến cô đỏ mặt, mập mờ chọc người vô cùng. Chương 212. Áo lót viền ren. Những lời nói đầy khiêu khích của anh dạy cô nghĩ đến lần đầu tiên của họ cách đây một năm, những hình ảnh quyến rũ. Cảm giác ngây ngất và hồn siêu phách lạc, càng lúc càng nóng, đỏ đến tận tai như muốn nhỏ ra máu. Hơi thở của anh còn nóng và mạnh hơn cả mặt trời. Diệp Kiều bị trêu chọc, lòng như nai tơ. Cô đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh đoàn tụ của họ khi anh trở về, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh là huấn luyện viên, cô là sinh viên. Sau một năm chia xa, gặp lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, đến bên cạnh cô cố ý nói mập mờ, trêu người vô cùng. Thế này quá biến thái rồi. Huấn luyện viên Lục, anh muốn biết sao? Cô liếm đôi môi hồng khô khô, anh trêu cô cũng trêu lại. Giọng nói của cô nhỏ như mũi kêu, hơi khàn, như niềm vui thích thú. Sau tình yêu, giọng nói lúc tình dục chưa tan nghe vào tai muốn lấy mạng người ta, cảm giác chọc người. Huấn luyện viên, Lục đứng thẳng người, trong mắt các học sinh ở hàng sau vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như vậy, dạy bọn họ không dám nhìn thẳng. Anh Bắc Kiêu có nhận ra Diệp Kiều không? Anh đã nói gì với cô? Mặc dù Diệp Chăn Chăn đang đứng ở ngoài cùng bên trái, nhưng cô ta vừa rướn cổ đã thấy cảnh kia. Vị bạn học này nếu như cảm thấy choáng váng, đầu tiên có thể đi vào lều nghỉ ngơi. Quân nhân Lục mặt lạnh lùng sau khi đi vài bước thì quay đầu, nhìn Diệp Kiều trầm giọng nói. Diệp Kiều sửng sốt một chút, thoáng qua đã hiểu ý anh. Cô lập tức rời khỏi đội và đi về phía lều quân xanh cách đó hơn chục mét. Ái chà, huấn luyện viên Lục trông lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất quan tâm ấy. Thật tình không biết chỉ có Diệp Kiều mới có đãi ngộ này. Mặt trời chói chang trên bầu trời, các học viên khóa huấn luyện quân sự mặc quân phục dằn di, đội mũ dằn di, thắt lưng quanh eo. 5 phút sau, báo cáo. Đầu em choáng ạ. Người báo cáo là Diệp Chăn, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Chăn không hề chớp mắt, chẳng lẽ anh Bắc Kiêu không nhận ra cô ta. Diệp Chăn Chăn nói xong cũng chạy thẳng đến chỗ Lục Bắc Kiêu. Những bạn học khác rất kinh ngạc, cô ta liều lĩnh quá rồi. Anh Bắc Kiêu, em là Chăn Chăn đây. Lúc này huấn luyện viên Lục Bắc Kiêu lạnh lùng thổi còi, vị bạn học này không có kỷ luật, hãy chạy quanh sân 2 vòng. Má ơi, huấn luyện viên Lục công tư phân minh quá. Các bạn học nữ thầm tán thưởng trong lòng, lại càng hâm mộ anh, khiến Diệp Chăn Chăn không khỏi rên rỉ. Từ hôm qua đến bây giờ cô ta cứ líu díu không ngừng, khoe khoang nhà cô ta kinh khủng thế nào, các cô thấy cô ta rất phiền phức. Thực sự xứng đáng, ai mà biết được cô ta có quen huấn luyện viên Lục thật không, còn không có kỷ luật gọi người ta là anh Bắc Kiêu. Thực sự là đáng ghét. Diệp Chăn Chăn ngơ ngác nhìn Lục Bắc Kiêu lạnh lùng nghiêm khắc. Chỉ thấy anh thổi còi, tiếng còi chói tai làm cô ta hoảng xoay người chạy. Bóng lưng cao thẳng của quân nhân sải bước đi về phía lều. Sĩ quan quân đội ân cần thăm hỏi nữ sinh say nắng. Bên trong lều, có một cái bàn, một cái ghế, một bình nước nóng lạnh, một cái quạt điện trên bàn, có cốc nước dùng một lần, bên cạnh có mấy thùng nước lọc, còn một chậu nước lạnh và khăn mặt. Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, nhịp tim Diệp Kiều đập mạnh hơn. Bạn Diệp Kiều, có thấy khá hơn chút nào không? Huấn luyện viên Lục quan tâm thăm hỏi. Cô hít một hơi, cắn chặt môi quay người lại. Trong tầm nhìn mờ mịt của cô, anh đang trong bộ quân phục đứng cách cô không xa. Anh bỏ mũ xuống đặt lên bàn, khuôn mặt tuấn tú gầy gò như khắc vẫn không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đen không đáy, hai ngọn lửa như đang hừng hực. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 trọng sinh trêu ghẹo nam thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 213. Hai ngọn lửa kia thiêu đốt lòng cô, nhưng nhìn anh sống sờ sờ đứng cách đó không xa, tầm mắt cô mờ đi, nước mắt rơi, không ngừng. Lục Bắc Kiêu, đồ khốn nạn, cô khàn giọng mắng, lập tức sải bước đi tới, cơ thể mảnh mai màu xanh lục nhào vào lòng anh. Dáng người cao và mảnh mai của cô trông thật nhỏ nhắn trong vòng tay rộng lớn của anh. Lục Bắc Kiêu cười giang hai cánh tay, vững vàng ôm chặt lấy cô. Khốn nạn,
đáng ghét. U. Cô nũng nịu òa khác, hai tay ôm chặt lấy eo anh, nước mắt tuôn ra không ngừng, cũng hít thật sâu mùi cơ thể anh. 390 ngày, hai người đã xa nhau ròng rã 390 ngày. Chắc chắn hôm nay không phải ngày anh về, thế mà không gặp cô đầu tiên mà đợi đến hôm huấn luyện quân sự. Đương nhiên anh hiểu vì sao cô chửi mình, khóe miệng anh cong lên, ngẩng đầu lên, anh trầm giọng nói. Diệp Kiều rời khỏi ngực anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, hàng lông mi dài có nước mắt trong suốt như pha lê. Khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc. Anh gầy, gầy quá. Nhóc con, khóc cái gì? Không được khóc. Hôn nhé. Ánh mắt anh sáng rực nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh trầm giọng nói xong sau đó nâng gáy cô lên, đôi môi rực lửa hướng về môi cô, ấn mạnh xuống. Môi của cô vẫn mềm mại như trong trí nhớ, như thạch, có nước mắt mang theo vị mặn. Anh mút lấy nhanh chóng sưng lên, thế này làm sao đủ. Ngọn lửa nhanh chóng mở khe hở giữa hàm răng, xông vào, cái lưỡi dày và dài lấp đầy khoang miệng đàn hương ngọt ngào, không buông tha cho bất cứ ngóc ngách nào. Bị ép ngẩng đầu, nhận nụ hôn bá đạp của anh, trong hơi thở, trong miệng, quanh thân đều mang theo hơi thở nam tính của người đàn ông trưởng thành. Lại xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, là mùi vị cô thương nhớ hơn một năm. Hai tay Diệp Kiều ôm chặt lưng anh, cái lưỡi mềm mại cũng bắt đầu đáp lại, vừa độc đoán vừa mạnh mẽ như anh. Điên cuồng tìm kiếm trong miệng anh, hai người dùng lưỡi hôn nhau say đắm, đầu lưỡi không ngừng chuyển đổi. Bàn tay anh ôm chặt lấy lưng cô, vừa ấn vừa dụi vào ngực anh, ý nghĩ muốn khảm cô vào trong máu càng mãnh liệt hơn. Trong một năm mà sống còn hơn chết, có vô số lần cảm giác muốn chết đi, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô. Nhóc con của anh còn đang chờ anh quay lại, anh nhất định phải cắn răng vượt qua. Bây giờ cô đang ở trong lòng, còn sống, cô ngọt ngào ngon miệng. Tiếng thở hổn hển của hai người, riêng cô đã thấm một tầng mồ hôi, mái tóc sơ xác bết vào đôi má ửng hồng. Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt anh nóng bỏng, làm cô tan chảy, cô khẽ ngả vào vòng tay anh. Anh kêu, giọng nói ra khỏi miệng khàn lại nũng nịu, đầu cô vùi trong lồng ngực anh. Nhóc con, đừng khóc nữa, anh trai này về rồi đấy sao? Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ dành. Tay của cô vuốt ve quần áo anh gầy, anh thực sự rất gầy. Diệp Kiều ngẩng đầu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, chỉ thấy lòng bàn tay của anh càng thêm nhiều vết chai, nước mắt cô không ngừng chảy ra, chàng thiếu niên 22 tuổi này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nhóc ngốc, lại khóc đi, anh sẽ xử lý em ngay tại chỗ đấy. Đến lúc đó để em khóc cho tất cả sĩ quan và sinh viên ở đây đều nghe thấy. Anh cố ý nói lời nói thô tục, an ủi vì anh đau lòng cô. Bên ngoài là những tiếng quát tháo nghiêm khắc của các huấn luyện viên, cùng tiếng hô khẩu hiệu của các sinh viên. Chương 214. Nào, để anh xem rốt cuộc bên trong mặc gì. Nếu thực sự là viền đen màu đen thì em chết chắc rồi. Anh lộ vẻ mặt xấu xa, lưu manh trêu ghẹo. Cô còn chưa kịp phản ứng đã kéo khóa đồng phục xuống, để lộ ra cổ áo phông dần di. Mẹ nó! Anh nên hài lòng hay thất bại đây? Hài lòng là khi anh đi vắng, cô nhóc không dám quậy phá. Thất vọng là không được xem những bức ảnh mang đến cảm giác nóng bỏng mà mình muốn xem. Lớp gen đen tôn lên làn da trắng như tuyết, cảnh tượng mê người đó anh mãi mãi không quên. Diệp Kiều mặc kệ anh, trực tiếp kéo áo anh, bên trong còn có một chiếc áo phông dần di ngắn tay. Bởi vì gầy nên rõ ràng đã không dán chặt vào người anh như trước, bàn tay trắng thon của cô kéo áo lên. Nhóc con, đây là đang cởi quần áo của anh đấy. Ngoan, đừng làm loạn, đang châm lửa đấy nhé. Khi anh đang nói chuyện, chiếc áo phông của cô đã bị vén lên trên cơ ngực. Lúc nhìn thấy vết sẹo mới trên ngực anh, Diệp Kiều che miệng, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Cô muốn nhìn xem một năm qua anh có chịu khổ không. Những vết sẹo do vết roi để lại chằng chịt, tất cả đều là do bị đánh trong đợt huấn luyện bị bắt được phản kháng. Diệp Kiều đi ra sau lưng anh, Lục Bắc Kiêu vội xoay người không cho cô xem. Em muốn xem. Diệp Kiều ương bướng nói. Ngoan, về lại giường đi. Anh cho em xem đủ rồi, em chờ đấy cho anh. Anh vẫn mang nụ cười xấu xa, cố ý nói mập mờ với cô. Lục Bắc Kiêu, em muốn xem. Diệp Kiều nói lớn tiếng, ngữ điệu ngang ngược, vẻ mặt kiên quyết. Lúc cô nhóc nổi nóng thực sự anh có chút sợ.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Bắc Kiêu nở nụ cười nhẹ nhõm, quay người, vết thương nhỏ này có là gì đâu, anh nói nhẹ nhàng. Còn Diệp Kiều sau khi nhìn thấy vết sẹo trên tấm lưng màu đồng, cảm thấy đau khổ như thể bị quất roi, nếu biết trước, em sẽ không để anh đi. Ngoại trừ vết đòn roi còn có rất nhiều dấu vết khác, những vết sẹo trắng trên làn da màu đồng của anh tạo thành sự tương phản rõ rệt. Anh nhanh chóng quay người lại, kéo áo phông xuống, dùng bàn tay thô to vuốt ve má cô, dùng ngón tay đầy vết chai nhẹ lau đi nước mắt của cô. Diệp Kiều quay đầu đi, mắt anh tối sầm lại, giữ lấy mặt cô hô mạnh lên, tàn phá cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Bên ngoài liên tục vang lên những tiếng hô khẩu hiệu, cửa lều quân sự mở toang, có thể sẽ có người xông vào bất cứ lúc nào. Cô không biết mình đã bị anh ôm vào lòng ngồi xuống bàn từ khi nào, hai tay chống lên bàn, đầu không ngừng ngửa ra sau, cố gắng tránh nụ hôn như vũ bão của anh. Anh quá điên rồi, không sợ có người đến sao? Bàn, tai phải như tờ giấy ráp nổi lửa làm càn trong bộ trang phục huấn luyện của cô. Lục Bắc Kiêu, anh Kiêu, cầu. Cho dù cô táo bạo trước mặt anh đến đâu cũng chưa quên nơi này là quân doanh, bên ngoài có mấy nghìn sinh viên. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài xin thua và không ngừng xin tha. Lúc này anh mới thỏa mãn buông đôi môi đang sưng lên như trái anh đào của cô. Mẹ nó, cái miệng nhỏ này cho dù ăn như thế nào cũng không đủ. Vốn là một ngày nắng nóng, trong lều quân đội giống như là một cái lò hơi nước, anh còn hôn cô lâu như vậy. Bởi vì thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, bờ môi sưng mấp máy giống như con cá thiếu oxy trồi lên khỏi mặt nước hít từng hơi, hai mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm. Lại trừng mắt, nhìn chằm chằm vào anh là anh sẽ hôn. Hôn đến khi em không chừng, không tức mới thôi, em nên biết dung tích phổi của anh. Đôi mắt đen của Lục Bắc Kiêu khóa chặt vào cô, giọng điệu đầy đe dọa độc đoán. Nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tình yêu với cô. Đôi bàn tay thô ráp của anh vẫn không chịu rời khỏi làn da mịn màng trơn như mỡ của cô. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 trọng sinh trêu ghẹo nam thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 215. Cô cũng sẽ mỉm cười chân thành, bàn tay trắng nõn ôm lấy khuôn mặt tuấn gầy càng rõ góc cạnh của anh. Bàn tay cô nhẹ vuốt đôi mắt, sống mũi, má, môi, cằm. Ánh mắt đầy yêu thương và tình yêu. Cục cưng, nhớ anh không? Hả? Anh hỏi thằng lại nghiêm túc. Mặc dù như đang nói đùa nhưng anh muốn chính miệng cô nói. Nhớ, nhớ muốn phát điện rồi, vừa nghĩ là em chỉ muốn giả ốm để tìm anh đây. Cô không chút do dự, lớn tiếng nói thẳng ra suy nghĩ của mình về anh. Huấn luyện viên Lục cười tự mãn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Không ngờ anh dâm ngầm thế, tự mình đưa đến cửa. Đường đường là một sĩ quan đặc quân lại chạy tới đây làm huấn luyện quân sự. Tư lệnh Lục nhà anh có biết không? Chính anh đây đã nhờ tư lệnh Lục nhờ người nghỉ một tháng, dành riêng tán nàng dâu. Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không thể rời mắt đi nơi khác. Nhóc con vẫn xinh đẹp động lòng người đến thế, mềm mại đến mức có thể bóp ra nước. Thực sự nghĩ là lại muốn ăn cô. Đã một năm không gặp, anh Kiêu còn lưu manh hơn xưa. Còn không phải vì nhớ cô nhóc của anh sao? Miệng cũng ngày càng ngọt hơn. Đến đây, anh lại cho bé cưng ăn chút mật ngọt. Vừa dứt lời, bàn tay thô to ôm lấy nửa bên má cô, đầu lưỡi nóng đẩy hết vào trong miệng nhỏ của cô, lại là một nụ hôn sâu và dài nữa, hôn thế nào cũng không đủ. Lúc nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, huấn luyện viên Lục Bắc Kiêu nghiêm chỉnh lập tức thả cô ra, cũng đưa tay chỉnh lại quần áo cô. Em học sinh này thể lực kém quá, sau này tôi sẽ tập trung vào em. Bên trong lều quân sự, bạn học Diệp Kiều đang bị say nắng ngồi trên ghế, vạt áo mở, rộng, trong tay cầm một cái khăn ướt. Còn huấn luyện viên Lục lạnh lùng đang đứng bên cạnh dạy dỗ cô. Huấn luyện viên Bành vừa bước vào lều, những gì anh ta nhìn thấy là một bức ảnh huấn luyện viên dạy dỗ sinh viên. Rõ, Diệp Kiều giả vờ giả vịt, thẳng lưng đáp lại. Còn tập trung vào cô, tập trung vào việc tán cô thì có. Nhưng sao cô lại thích anh trở thành một tên lưu manh đến vậy? Trời nắng như thiêu đốt, luyện tập quân sự vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trên đường chạy kia chỉ có mình Diệp Chân đang bị phạt chạy bộ. Cô ta cố tình lười biếng chạy chậm hơn một con ốc sên. Vì sao Diệp Kiều chết tiệt kia có thể ở lều nghỉ ngơi?
Chắc chắn Diệp Kiều đã dụ dỗ anh Bắc Kiều. Lúc Diệp Trân chạy xong hai vòng quay lại lớp, suýt nữa cô ta mệt đến chết, mặt đỏ bừng vì nắng, làn da cháy xém vì nắng độc. Lúc đó chính là thời gian nghỉ ngơi, mọi người ngồi xếp bằng trên đất nghỉ ngơi, nàng bức bối cởi áo khoác trải trên mặt đất rồi mới chịu ngồi xuống. Diệp Trân Trân, cậu thật sự biết huấn luyện viên Lục sao? Một bạn học nữ không thích cô ta cố ý hỏi. Diệp Trân Trân thở hồng hộc, cầm mũ quạt không ngừng, đương nhiên biết. Vậy cậu nói cậu bị cảm nắng sau anh ấy không để ý đến. Diệp Kiều người ta cảm nắng được đi nghỉ rồi kia. Bạn học nữ Âu Dương tóc ngắn đeo kính mỉa mai cô ta. Người sáng suốt đều có thể thấy huấn luyện viên Lục không muốn để ý đến cô ta. Cô ta còn ở đây giả vờ gì nữa chứ? Tôi. Diệp Trân Trân không nói nên lời khi bị chặn, mặt càng đỏ hơn. Tôi thấy cậu cố ý nói bị say nắng, kết quả bị huấn luyện viên Lục của chúng ta phát hiện ra. Bạn học nữ An Hân bổ thêm một sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Trân Trân càng đỏ hơn. Đây cũng không phải trường cấp 3, những bạn học nữ này đều là trạng nguyên ở khắp nơi. Các cô ấy có tự tin còn có thực lực, dù Diệp Trân Trân có khoe khoang đến trời thì cũng không mua chuộc được các cô ấy. Trong mắt những cô nữ sinh này, cô ta là một cô gái vào đại học duy bằng cửa sau, lại còn có dáng vẻ kịch cỡm khiến người ta khinh thường. Ái chà, huấn luyện viên Lục đến rồi. Các cậu nói xem, anh ấy có trò chuyện với chúng ta không? Thấy nam thần đi về phía này, trái tim các thiếu nữ lại trổ bông, ngây ngẩn cả người. Còn người không có mắt tinh là Diệp Trân Trân lúc này lại đứng lên, đi về phía Lục Bắc Kiêu trước ánh mắt của các cô. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, hẳn là anh sẽ không công tư phân minh với cô nữa đúng không? Diệp Trân Trân ra mặt dày nghĩ. Chương 216. Huấn luyện viên Lục cầm bình nước khoáng trong tay đột nhiên bị Diệp Trân Trân cản trở. Anh nhíu mày không vui giống như dẫm lên đống cướp chó. Anh Bắc Kiêu, trước đó là em không tốt, không nên tìm anh lúc đang huấn luyện. Diệp Trân ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Bắc Kiêu, ngọt ngào nói. Cô là ai? Con nhãi chán sống dám bảo nàng dâu cưng của anh là con hoang giữa đại viện. Anh không dạy dỗ cô. Ta đã là khách sáo rồi. Mẹ nó còn tìm đường chết đến lôi kéo làm quen với anh. Anh Bắc Kiêu, em là Trân Trân, con gái nhà họ Diệp đây. Anh thực sự đã quên cô rồi sao? Tôi chỉ biết một em gái là Diệp Kiều, hơn nữa nghe nói cô không phải người nhà họ Diệp. Lúc nghỉ ngơi cũng đừng đến tìm tôi, không rảnh. Lục Bắc Kiêu thờ ơ nhìn cô ta, lạnh lùng nói xong thì đi đến chỗ Diệp Kiều đang ngồi dưới gốc cây. Rõ ràng là một ngày nắng nóng, nhưng Diệp Trân Trân lại giống như bị dội vào một chậu nước đá, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều ớn lạnh. Anh Bắc Kiêu cũng biết cô ta là con riêng. Không, cô ta không phải con hoang, là Diệp Kiều mới đúng. Thấy Diệp Trân như thế, mấy nữ sinh liền biết cô ta ăn quả đáng rồi. Mà lúc này nam thần của các cô huấn luyện viên Lục lạnh lùng cấm dục cầm một bình nước khoáng đến trước mặt bạn học Diệp Kiều. Anh ngồi xuống một gối chạm đất, còn quan tâm vặn nắp bình ra, đưa nước khoáng cho cô. Huấn luyện viên Lục, anh thể hiện tình cảm của mình trước mặt nhiều bạn học như vậy có được không đấy? Diệp Kiều xấu hổ. Diệp Kiều nhận bình nước khoáng trong tay Lục Bắc Kiêu, đôi mắt to ngấn nước có thể nói chuyện nhìn thẳng vào anh, cảm ơn huấn luyện viên Lục. Đừng ngại, bạn học Diệp Kiều, còn choáng không? Huấn luyện viên Lục ra vẻ quan tâm nói với bạn học bị cảm nắng, giọng bình, rất nhiều bạn học đều nghe được. Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn huấn luyện viên Lục. Diệp Kiều cất giọng nói, dáng vẻ ngay thẳng khiến người ta cảm thấy thực sự chỉ là huấn luyện viên quan tâm bạn học bị cảm nắng thôi. Huấn luyện viên Lục đứng lên, trở lại dáng vẻ lạnh lùng của anh. Diệp Kiều, chỗ tớ có tinh dầu, cậu xoa thái dương, chán một chút sẽ thoải mái. Cân thần hàng cuối cùng nghe nói Diệp Kiều bị cảm nắng, vội vàng chạy tới cúi người đưa một bình thủy tinh nhỏ cho cô, bên trong là chất lỏng màu xanh lá đậm. Lúc này huấn luyện viên Lục đi chưa được mấy bước đã quay người, sắc mặt anh còn lạnh hơn cả tủ đông, ánh mắt âm trầm. Mẹ nó, dám xung xoe trước cô dâu của anh, muốn chết à? Diệp Kiều cảm nhận được, cô thầm nghĩ đại lão xui xẻo rồi, nhưng cận thần tốt bụng còn chưa biết. Huấn luyện viên Lục thổi còi, bạn nam kia, đúng chính là cậu, đã vi phạm quy định không được phép mang đồ theo người trong quá trình huấn luyện quân sự. Bây giờ, hãy ra sân chạy một vòng đi. Cận thần hoang mang. Những sinh viên khác vội che túi quần.
Còn Diệp Kiều u oán trợn mắt nhìn Lục Bác Kiêu một chút. Cận thần người ta tốt bụng mà anh đã ghen. Nhóc con này còn dám trợn mắt với anh. Rất tốt, quay lại nắm bắt cơ hội hôn lên cái miệng nhỏ sưng tấy của cô. Huấn luyện viên Lục rất nghiêm đấy, nhưng là một người đàn ông tốt. Các cậu đoán xem anh ấy có bạn gái không? Chắc chắn không có. Xem vẻ không gần con gái, rất cấm dục. Muốn làm bạn gái của anh ấy quá đi. Không biết trước mặt bạn gái anh ấy có lạnh lùng như thế không nhỉ? Có một người, bạn trai thế này rốt cuộc là một trải nghiệm như thế nào nhỉ? Những nữ sinh trạng nguyên ngày xưa ở cấp 3 chỉ biết học, lên đại học mới thoải mái. Diệp Kiều nghe các cô hoa si bàn bạc, muốn đứng lên nói cho các cô ấy biết, cô bạn gái của huấn luyện viên cấm dục lạnh lùng trong mắt các cô ấy chính là. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 trọng sinh trêu ghẹo nam thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217. Huấn luyện viên của bọn họ trước mặt bạn gái chính là một con cầm thú có thể ăn cô bất cứ lúc nào. Về phần trải nghiệm đương nhiên là thoải mái muốn chết. Ha 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 ha. Nói một cách nghiêm túc, đó thực sự là một mối quan hệ yêu ghét. Yêu tình yêu của anh có thể nhấn chìm cô, yêu anh bá đạo, tình cảm, đàn ông, lưu manh. Hận cái gì chứ? Đại khái là kiếp trước không tiết chế hành vi man dợ với cô, khi ghen cũng lòng dạ hẹp hòi. Nhưng kiếp này anh đã đủ dịu dàng rồi. Những khuyết điểm ở kiếp trước đều có thể bỏ qua, cho nên chỉ có yêu anh. Đương nhiên anh ấy có bạn gái rồi. Bạn gái của anh ấy là Hoa Khôi ở đoàn văn công. Sau khi Diệp Chăn Chăn ngồi xuống, thở phì phò nói, giọng rất to. Cô gái nhỏ Diệp Chăn Chăn này cũng biết Cố Tuyết Yến. Vụ bê bối này đã lan ra toàn bộ trong giới con cái cán bộ cao cấp rồi phải không? Anh Kiêu có biết không? Chờ huấn luyện quân sự kết thúc, cô không hành hạ chết Cố Tuyết Yến thì cô không phải Diệp Kiều. Mấy cô nữ sinh lựa chọn không tin Diệp Chăn. Giá trị tín nhiệm của cô ta ở trong mắt các cô gần như bằng không. Cô ta khoác lác quen biết huấn luyện viên Lục, nhưng thực ra người ta còn không thèm để ý đến cô ta nữa đấy. Diệp Kiều, cậu vẫn ổn chứ? Trông mặt cậu vẫn còn rất đỏ. Các nữ sinh vây quanh hỏi thăm cô. Các cô ấy cho rằng cô đỏ mặt vì bị say nắng. Không. Cô đang hồi tưởng về những nụ hôn nồng ấm nhiệt tình mà cô vừa trải qua cùng với huấn luyện viên lạnh lùng cấm dục kia của các cô ấy. Thấy các bạn nữ đều quan tâm Diệp Kiều, Diệp Chăn càng tức hơn. Đúng rồi, Diệp Kiều, rốt cuộc huấn luyện viên Lục là người thế nào? Thấy anh ấy rất quan tâm nha, tớ cũng muốn bị say nắng quá đi. Âu Dương mơ mộng nói, trái tim thiếu nữ nổ tung. Diệp Kiều thầm nghĩ, cậu bị cảm nắng một lần thử đi thì biết. Các cậu cũng thấy nhỉ? Huấn luyện viên Lục rất có trách nhiệm, rất tốt. Đám nữ sinh gật đầu, ngoại trừ Diệp Chăn Chăn đang ghen ghét đến phát điên. Lục Trấn Thăng, rốt cuộc con trai tôi đi đâu rồi? Người làm mẹ tôi đây đã hơn một năm không gặp nó rồi. Ông nhất định phải cho tôi gặp nó. Bà Đỗ nghe tin con trai cưng đã vinh quang tốt nghiệp từ trường Hunter về rồi lập tức đến đại đội đặc chủng của anh tìm. Kết quả người không ở đây, cấp trên của anh nói anh chấp hành nhiệm vụ đặc thù, cụ thể là nhiệm vụ gì thì giữ bí mật. Bà đành phải đến bộ tư lệnh chất vấn tư lệnh Lục. Nội tâm tư, lệnh Lục cũng sụp đổ. Đêm khuya hôm qua thằng khốn nhà ông đã gọi điện đến nói muốn đến đơn vị khu Tây thành phố làm huấn luyện viên quân sự. Lúc ấy ông tức suýt nữa thổ huyết, cho nó đưa nó đến Venezuela huấn luyện một năm để nó về làm huấn luyện quân sự à. Nhưng ông có thể làm gì? Chỉ có thể đồng ý với ông cụ non ấy thôi. Sáng nay cha ra mới biết Đại học G đang ở đó huấn luyện một tháng cho nên ông cụ non nhà ông đi làm huấn luyện viên cho con dâu ông đi. Thằng nhóc khốn nạn này, mẹ nó hoặc là không yêu, yêu rồi thì lắm thủ đoạn. Chuyện này sao ông có thể nói với Đỗ Dĩnh? Bà mà biết con trai cưng của bà đã tự mình nói chuyện với cô vợ trẻ, còn xin nghỉ phép một tháng để yêu đương thì không tức muốn chết ấy. Bà luôn muốn con dâu là con gái nhà họ Cố. Thực sự là đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc biệt bí mật. Tư lệnh Lục rót cho bà Đỗ một chén nước, làm công việc an ủi. Lục Trấn Thăng, ông không muốn ở cùng tôi đúng không? Con trai cưng của tôi bị ông đưa đến Nam Mỹ chịu hành hạ một năm vừa về đã phải đi chấp hành nhiệm vụ, ông. Đương nhiên muốn, phu nhân yên tâm, nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng. Con trai tôi đang đi hưởng thụ đấy. Tư lệnh Lục vội gật đầu cúi người dỗ dành. Nhiệm vụ gì còn có thể hưởng thụ?
Đỗ Dĩnh không thèm tin chuyện hoang đường của ông. Nhưng những người đàn ông nhà họ Lục sau khi tham gia quân ngũ đều sẽ lấy quân làm nhà, lấy súng làm con dâu, hãy coi nhiệm vụ như tuần trăng mật. Chương 218. Buổi chiều tầm 1 đến 2 giờ nắng gắt như lửa là lúc nhiệt độ lên cao nhất và là lúc nắng độc nhất. Trên thao trường, các học viên huấn luyện quân sự trong lớp đang đứng trong tư thế hành quân. Bọn họ mặc trang phục quân đội, chân đi giày vải quân đội, đang chịu cái nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ như chảo lửa. 20 phút sau, lần lượt một số học sinh bị say nắng. Bọn họ hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thậm chí có triệu chứng nôn mửa, có người đã được đưa vào lều vải quân đội. Thật là khó chịu. Trong lớp marketing, một số nữ sinh đã sắp không chịu nổi nữa. Lúc các cô không kiên trì được nữa sẽ ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên Lục mặt vô cảm, lạnh lùng lại đẹp trai kia rồi nghiến răng chịu đựng. Nhìn người đàn ông lạnh lùng lại mang đến cảm giác hóc môn bùng nổ. Huấn luyện viên Lục mặc đồ dằn di, đầu đội nón lính, chân đi giày quân đội màu đen, hai chân tách ra, cổ tay trái nâng lên nhìn đồng hồ. Các cô cậu vừa mới kiên trì 20 phút, còn 40 phút nữa. Tôi hy vọng các cô cậu có thể giữ kiên trì. Càng hy vọng các cô cậu nghiêm túc với lần huấn luyện này. Với tôi có tiêu chuẩn sàng lọc. Huấn luyện quân sự cũng có thể bị loại, có nghĩa là các cô cậu có thể bị đuổi khỏi đại học gì. Huấn luyện viên Lục nghiêm khắc nói. Những lời nói của anh ấy đã truyền cảm hứng cho những bạn học đã cảm thấy mệt mỏi lấy tinh thần, tiếp tục đứng thẳng. Mà lúc này một tiếng bịch vang lên, Diệp Chăn, Chăn nóng đến mức ngồi dưới đất. Sắc mặt cô ta trắng bệch, môi tái nhợt, nhìn không giống giả. Mới giữ vững được 20 phút đã ngã, có làm được không hả? Trừ một điểm, huấn luyện viên Lục nghiêm nghị nói, hai mắt lạnh lùng như cũ. Theo quy định, bạn kiên trì dưới nửa tiếng sẽ bị trừ điểm. Bọn họ tổng cộng có 10 điểm, nếu bị trừ hết 10 điểm, huấn luyện quân sự sẽ bị loại. Uy hiếp Diệp gia để vào đại học gì đúng không? Lục Bắc Kiêu, anh sẽ để cho con gái cưng của bà Tần bị đuổi khỏi trường trước khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc. Trong 10 phút tiếp theo, tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi kiên trì, chờ 40 phút sau dần có nữ sinh không duy trì được nữa, cũng có nam sinh nữa. Còn Diệp Kiều vẫn đứng thẳng tắp ở đấy. Ôi, vì sao huấn luyện viên Lục không đến hỏi thăm những bạn học bị say nắng của chúng ta vậy? Âu Dương hỏi khi đang ngồi trong bóng râm trước lều quân sự. Chu đáo và có trách nhiệm đã nói đâu rồi? Cô gái vừa dứt lời, đã thấy huấn luyện viên của các cô đến hỏi thăm, là huấn luyện viên Bành. Mặt trời đã khuất, người mặc đồ quân sự màu xanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai chân thẳng tắp, hai tay để thẳng ngón giữa đặt trên đường may quần. Dưới vành mũ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mồ hôi túa ra trên má, nhưng cô vẫn bất động. 30 học sinh đã ít đi một nửa, bên hông và phía sau của cô đều trống, nữ sinh chỉ còn sót mình cô, nam sinh thì thiếu một nửa. Dưới vành mũ, đôi mắt đen sâu thẳm ấy cứ dán chặt vào cô. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh, càng ngày càng nóng và đổ mồ hôi nhiều hơn. Thêm mấy phút nữa, người có vẻ lạnh lùng kia giơ cổ tay lên nhìn thời gian. 50 phút, nhóc con thực sự có thể kiên trì. Lại có nam sinh khác báo cáo xin nghỉ. Anh phê chuẩn. Huấn luyện viên Lục lạnh lùng mở rộng bước chân, đi về phía bạn học Diệp Kiều đang đứng thẳng tắp ở đấy. Ngay khi anh đến chỗ cô đã bị mùi hóc môn mạnh mẽ của anh mê hoặc. Tim đập như sấm. Anh xoay người, khuôn mặt tuấn tú nghiêng đi dán bên tai cô, hơi thở nóng rực phả lên tai cô. Cô nhạy cảm dùng mình, những giọt mồ hôi lớn lan dài trên vành mũ, chảy dọc xuống làn da trắng hồng của cô, làn da mỏng manh trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Cục cưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Nóng quá phải không? Giọng nói từ tính quyến rũ, anh lại trêu. Cô nuốt nước bọt nói, nóng quá. Giống như giọng nói cô phát ra khi thở dốc, quyến rũ, hấp dẫn, tiểu yêu tinh. Những hạt mồ hôi lớn lan dài trên trán anh, đó không phải do thời tiết như thiêu đốt. Nói về độ nóng thì thành phố G không thể so với rừng mưa nhiệt đới, chính là mồ hôi mà cô đã trêu chọc. Bạn học Diệp, nóng ở đâu? À, nét mặt của anh lạnh lùng như cũ, nhìn từ xa trong mắt người ngoài chỉ là huấn luyện viên đang nói chuyện với sinh viên thôi. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 219.
Mồ hôi óng ánh chảy từ những sợi tóc đen ở vành mũ thấm ra ngoài, anh có xúc động muốn liếm những giọt mồ hôi đó đi. Hơi thở của Diệp Kiều ngày càng nặng, vốn trời đã nói, anh còn trêu bên cạnh, muốn cô nóng chết à? Báo cáo huấn luyện viên, đột nhiên cô lớn tiếng nói, em còn có thể kiên trì. Câu trả lời này khiến anh mất hứng, lúc định rời đi lại nghe Tiểu Yêu Tinh xấu xa nhỏ giọng nói, toàn thân đều nóng, nhất là chỗ chỉ anh có thể đến. Huấn luyện viên Lục nghiến răng hàm sau, dựng thẳng thắt lưng, toàn bộ cơ bắp trên người đều căng thẳng, mồ hôi vã ra như mưa. Còn khuôn mặt của cô gái dưới vành mũ kia vẫn ngây thơ như cũ. Dường như lời nói khuấy động máu của anh vừa rồi không phải từ miệng cô. Bạn học Diệp Kiều, em giỏi lắm, rất giỏi. Thân hình cao lớn thẳng tắp của huấn luyện viên Lục, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, liên tục khen ngợi bạn học Diệp Kiều. Ai không biết còn tưởng anh đang khen Diệp Kiều có thể kiên trì đấy. Trên thực tế huấn luyện viên Lục đang khen cô dâu của mình mẹ nó có thể trêu ghẹo. Đôi mắt bạn học Diệp Kiều trong veo nhìn thẳng vào anh, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Nhìn yết hầu gợi cảm kia trượt lên xuống, đôi mắt sáng rực thiêu đối mình, cô không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cô dường như nghe thấy anh nói trong lòng, nhóc con, em đợi đấy cho anh. Chờ thì chờ, ừ, có gì mà sợ. Sau khi đứng trong tư thế quân nhân một tiếng đồng hồ, trong số 30 học sinh của lớp, cô là cô gái duy nhất kiên trì đến cùng. Còn một nửa nam sinh không bằng cô, hai vị huấn luyện viên rất không hài lòng với kết quả này. Đương nhiên đánh giá rất cao biểu hiện của Diệp Kiều. Huấn luyện viên Bành không ngờ cô bạn nữ xinh đẹp nhất lớp này buổi sáng còn say nắng, buổi chiều biểu hiện tốt như vậy. Lục Bắc Kiêu cũng không ngờ nhóc con còn có thể kiên trì đứng tư thế quân đội trong một tiếng. Bạn học Diệp Kiều có biểu hiện xuất sắc ở khóa đầu tiên của quân nhân, sau này sĩ quan liên lạc trong đợt huấn luyện quân sự của lớp này sẽ do bạn học Diệp Kiều đảm nhận. Nếu các bạn có bất cứ điều gì trong quá trình huấn luyện quân sự thì có thể liên hệ với bạn học Diệp Kiều đầu tiên, sau đó bạn ấy sẽ báo cáo với huấn luyện viên chúng tôi. Ban huấn luyện chúng tôi có bất kỳ việc gì cũng sẽ liên lạc với bạn Diệp Kiều đầu tiên, sẽ thông báo cho các bạn. Mặc dù người nói là huấn luyện viên Bành nhưng Diệp Kiều biết đây là ý của huấn luyện viên Lục. Lại chết Diệp Kiều rồi. Diệp Chăn Chăn còn chưa khỏi buồn bực vì cái nắng, nhìn thấy Diệp Kiều là làm quan, cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ta cũng chỉ có thể tức giận. Nhất định Lục Bắc Kiêu nể mặt cấp trên nên mới chăm sóc cô ta đến vậy. Cô phải nghĩ cách nói cho mẹ biết. Sau đó huấn luyện đi hành quân gần như đều là huấn luyện viên Bành dạy. Còn huấn luyện viên Lục đang đứng đó như một bình hoa, hai tay ôm ngực vành mũ che mắt anh. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng anh. Về phần người khác, chưa từng được anh để vào mắt. Cả lớp có thầy hướng dẫn đẹp trai như vậy, lớp marketing cả nam và nữ đều rất nghiêm túc và chăm chỉ. Nhất là các nữ sinh, lúc hô khẩu hiệu thì vô cùng vang dội. Cuối cùng, huấn luyện viên Lục đi về phía họ, tự mình dạy bảo. Tuy nhiên, anh lạnh lùng chỉ tuần tra các hàng, sau đó đứng ở vị trí xa nhất. Diệp Kiều đang đối mặt với anh, đứng đó trong tư thế hành quân, chân phải cô làm trụ chân trái bước ra, tay phải nắm chặt. Tay đặt song song trước ngực tạo thành góc 90 độ với khuỷu tay, tay trái vung ra sau, toàn bộ sinh viên đều đang duy trì động tác này. Lúc này huấn luyện viên Lục lạnh lùng bước đi, đến bên cạnh cô, giơ chân lên cọ lên bắp chân cô. Không tệ, tầm dưới đủ ổn định rồi. Bàn tay to vuốt ve eo cô, tay còn lại thì véo cánh tay to của cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng trong lòng bàn tay anh, quanh người đều là hơi thở của anh, lưng eo đủ thẳng. Cánh tay đủ sức, còn huấn luyện viên Bành cũng đang dạy những sinh viên khác giống như anh. Các nữ sinh, vì sao không phải là huấn luyện viên Lục dạy sửa cho chúng ta vậy? Một năm không gặp, thể lực của nhóc con đã tăng lên nhiều. Không biết lúc thực chiến có chịu được như lúc luyện tập không? Khỏi phải 2-3 lần đã khóc hu hu kêu mệt, huấn luyện viên Lục thấp giọng nói. Chương 220. Diệp Kiều sửng sốt một chút mới phản ứng được thực chiến trong miệng anh có ý gì. Chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, cô nghiến răng nghiêm túc. Vững vàng, vững vàng. Bạn học Diệp Kiều thở sâu, cố gắng ổn định cơ thể, cũng ngày càng nóng hơn, mồ hôi càng chảy nhiều hơn lăn dài trên trán cô. Dằn lòng không chịu được. Huấn luyện viên Lục, chẳng phải ngài thử một chút là biết ngay sao. Cô nhỏ giọng mập mờ, cô cố ý bỏ từ đi, anh cũng biết ý này. Khóe miệng cô xấu xa cong lên. Huấn luyện viên Lục nắm chặt tay, tiếng xương phát ra tiếng giòn tan,
nghiến chặt răng hàm. Dưới ban ngày ban mặt dưới ánh nắng, huấn luyện viên Lục cố gắng kiềm chế xúc động muốn kéo cô nhóc vào trong lều quân đội, hung hăng chịch cô. Dưới vành nón đôi mắt phun lửa hung hăng trừng mắt nhìn cô. Diệp Kiều cũng đắc ý nhìn anh một chút, sao cô không biết tâm tư anh thế nào? Đáng đời, để anh trêu ghẹo, để anh châm lửa. Cô là tay đầy kinh nghiệm 38 tuổi rồi, càng ghẹo cô thì người càng khó chịu là anh. 2. Huấn luyện viên Bành cuối cùng ra lệnh, các học sinh lập tức đổi sang chân khác. Một ngày huấn luyện kết thúc lúc 6 giờ chiều. Bạn học Diệp, lát nữa em đến văn phòng huấn luyện viên, em lấy vài tài liệu mang về phát cho mọi người. Huấn luyện viên Bành nói với cô. Vâng, huấn luyện viên. Diệp Kiều cất giọng nói, còn huấn luyện viên Lục nhà cô đã lạnh lùng bước đi, ánh mắt của các cô gái chưa từng rời khỏi anh. Trở lại ký túc xá, việc đầu tiên các nữ sinh làm là tắm rửa gội đầu giặt quần áo. Lúc các nữ sinh tắm đều nói chuyện về huấn luyện viên Lục, ngay cả nữ sinh lớp khác cũng đang nói về huấn luyện viên Lục lạnh lùng nhất, đẹp trai nhất. Diệp Kiều không ghen chút nào bởi vì tim và người của Lục Bắc Kiêu chỉ thuộc về cô. Ngược lại thì rất kiêu ngạo khi có một người đàn ông hoàn mỹ như thế. Doanh trại này không lớn, cách sân huấn luyện phía Bắc có một dãy nhà lợp ngói, là văn phòng huấn luyện viên và khu ký túc xá. Diệp Kiều tìm được văn phòng huấn luyện viên Bành sắp đến nhà ăn dùng bữa, bạn học Diệp, đồ đang ở chỗ huấn luyện viên Lục. Anh ấy ở ký túc xá phía đông. Diệp Kiều xõa mái tóc còn chưa khô hẳn, mặc quần quân đội, áo thun quân đội lập tức đi về phía khu ký túc xá phía đông kia. Cánh cổng kia mở rộng, còn chưa tới cổng, trái tim cô đã bắt đầu đập cuồng loạn. Vừa tới cửa đã thấy huấn luyện viên Lục trong bộ đồ quân sự ngồi trước bàn, cúi thấp đầu, tay phải cầm bút đang nghiêm túc viết cái gì đó. Phía sau có một chiếc giường sắt, giường được kê gọn gàng, chăn bông màu xanh quân đội được gấp thành những viên đậu phụ tiêu chuẩn. Bên cửa sổ có một chiếc bàn, trên đó đặt một ấm đun nước và một bình trà ngay ngắn. Báo cáo. Diệp Kiều đứng ở cửa hô to với huấn luyện viên Lục chưa ngẩng đầu vẫn đang chăm chú viết gì đó. Hiển nhiên bút máy tạm ngừng, huấn luyện viên Lục lạnh lùng cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói, vào đi. Cô gái bước vào mang theo mùi sữa tắm thơm, từng chút lượn lờ trong không khí. Huấn luyện viên Lục, huấn luyện viên Bành bảo em tới lấy đồ ạ. Thấy anh còn đang cúi đầu viết, Diệp Kiều cất giọng nói với giọng điệu công thức. Cô cũng nhìn thấy hai xấp tài liệu ở góc trên bên trái bàn làm việc của anh, là hai tập này ạ. Cô cầm lên xem. Một là lời bài hát quân đội như trở về từ mục tiêu và hoa xanh trong quân đội mực in là của thời này, một tập khác là thời gian biểu trong quá trình huấn luyện quân sự. Ừ, huấn luyện viên Lục tiếp tục viết chữ. Hình như anh cũng đã tắm, trên người thoang thoảng hương thơm thảo mộc, thật là sạch sẽ và sảng khoái. Còn không để ý tới cô, huấn luyện viên Lục, nếu không còn gì khác em xin về trước. Diệp Kiều cất giọng nói, cầm hai tập tài liệu kia đi ra cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.